Đây là chiếc Toyota Land Cruiser Z80 đời 1994, 24 đèn pha, 4 đèn pha vuông. Xe này được trang bị rất nhiều đèn. Chiếc xe này thân và khung là phong cách thân xe SUV 5 cửa, động cơ dẫn động 4 bánh, động cơ xăng là 4.0 và 4.5, động cơ dầu là 4.2. Chiều dài cơ sở là 2m85, chiều dài thân xe là 4m78, chiều rộng là 1m83. Vâng, đấy là qua thông số kỹ thuật của nó. Chiếc xe này đang được vứt gọn gàng ở một vườn hoa trên phố Trần Thủ Độ, Hà Nội. Lốp sau đã xẹp một bên lốp. Không hiểu chủ nhân của họ để xe này đi đâu. Vâng, chiếc xe rất đẹp các bạn ạ. Chiếc xe này là 5 cửa nhá, nhưng mà cửa sau mở ra hai bên, cửa sau cửa hai cánh. Có một số loại cửa sau sẽ mở lên giống dòng hatchback. Lốp xẹp bạn nào, lốp xẹp hết. Đây, cửa sau mở ra hai bên đây. Xe này thì lốp dự phòng sẽ được đặt ở dưới. Lốp dự phòng đặt hoàn toàn ở dưới. Đây là đường Trần Thủ Độ nhé. Xin cảm ơn quý vị đã xem video này. Xin hãy đăng ký kênh của tôi để xem những video tiếp theo.